Chào mừng các em đến với bài học 26 cộng 5. Qua bài học này thì các em sẽ biết cách thực hiện phép cộng dạng 26 cộng 5. Cộng có nhớ dưới dạng tính viết. Bên cạnh đó sẽ được củng cố về giải toán đơn, nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng. Đầu tiên thì các bạn quan sát. Chúng ta có phép tính 26 cộng 5. Để tìm ra được kết quả của phép tính này thì cô sẽ lấy ra hai bó que tính tương đương với 20 que tính và lấy thêm 6 que tính rời nữa. Vậy ở hàng trên chúng ta có tất cả 26 que tính. Tiếp theo cô lấy thêm 5 que tính nữa. Sau đó cô thực hiện lấy 4 que tính ở phía dưới ghép với 6 que tính ở hàng phía trên. Cô bó lại thì cô lại được thêm một bó que tính nữa. Vậy chúng ta đếm ở đây chúng ta có 3 bó que tính và 1 que tính rời. Dễ dàng mình biết được tổng số que tính là bằng 31. Vậy đặt tính, chúng ta viết số 26, sau đó viết số 5 thẳng cột với số 26, viết số cộng và kẻ dấu gạch ngang. Đặt tính xong, chúng ta thực hiện tính nhẩm và dựa vào chúng ta vừa thực hành trên que tính, chúng ta viết được kết quả là 31. Tính nhẩm như sau: 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Vậy 26 cộng 5 bằng 31. Để củng cố và khắc sâu hơn kiến thức bài học ngày hôm nay, các bạn hãy cùng cô làm một số bài tập. Bài 1 yêu cầu chúng ta tính. Ở đây có các phép tính viết theo cột dọc. Chúng ta sẽ thực hiện tính để tìm ra kết quả. Phép tính đầu tiên, 16 cộng 4. Ta sẽ lấy 6 cộng 4 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Kết quả của phép tính này là 20. Thực hiện tương tự, các bạn sẽ tìm ra được kết quả của các phép tính còn lại. Bài 2, số. Để đến được số, chúng ta hãy quan sát. Số đầu tiên là số 10. Vậy, 10 cộng 6 bằng 16. Sau đó chúng ta tiếp tục lấy 16 cộng 6, kết quả tìm được là bằng 22. Các bạn thực hiện tương tự như vậy sẽ tìm được số tiếp theo là 28 và chữ số cuối cùng đó chính là bằng 34. Bài 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm 10, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm 10. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm 10? Bài toán này được tóm tắt như sau. Tháng trước 16 điểm 10, tháng này nhiều hơn 5 điểm 10, tháng này ... điểm 10. Vì tháng này nhiều hơn tháng trước nên để tìm được số điểm 10 tháng này có được, chúng ta sẽ lấy 16 cộng 5 để được kết quả. Bài giải như sau. Tháng này tổ em được số điểm 10 là 16 cộng 5 bằng 21, đơn vị là điểm 10, đáp số 21 điểm 10. Bài 4 yêu cầu các bạn đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC và AC. Các bạn thực hiện đo trong sắt thì chúng ta sẽ đo được độ dài của các đoạn thẳng này và kết quả được như sau. Độ dài của đoạn thẳng AB là 7cm, BC là 5cm. Và độ dài của đoạn thẳng AC, đoạn thẳng dài nhất ở đây, đó chính là bằng 12cm. Hãy mở iCBook vở bài tập toán 2 tập 1 để cùng cô luyện tập thực hành bài 34, 26 cộng 5. Đầu tiên, cùng làm bài 1. 1. Tính. Để làm bài, các em hãy nhớ vào nút học sinh làm bài. 56 cộng 8. Phép tính này đã được đặt tính. Vậy chúng ta hãy thực hiện tính nhẩm, tính lần lượt từ phải sang trái để tìm ra được kết quả. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 5 thêm 1 bằng 6. Vậy kết quả bằng 64, cùng kiểm tra. Cô đã làm đúng rồi, cô tin chắc là các bạn cũng sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy nhấn vào nút tiếp tục để hoàn thành những phép tính còn lại. Sau đó làm tiếp bài 2. 2. Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi. Tháng sau, nó tăng thêm 8kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn cân nặng bao nhiêu kg?
Ban đầu con lợn cân nặng 16 kg. Tháng sau nó tăng thêm 8 kg nữa, tức là con lợn đó đã nặng hơn lúc ban đầu, có đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép cộng để giải được bài toán này. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài, nhấn chuột vào đây, làm như những gì cô vừa hướng dẫn, rồi viết đáp số vào ô trống này và kiểm tra xem thử các bạn đã giải bài toán này đúng chưa nhé. Sau đó hãy tiếp tục làm bài 3. 3. Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Để làm bài, hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Ở đây, chúng ta có một chiếc thước được chia vào cm và có các số 5, 6, 11. Vậy thì các bạn hãy dùng thước hay là các bạn ước lượng xem thử những đoạn thẳng nào có số phù hợp. Ở đây thì các bạn hãy ghi nó vào đây nhé. Nhìn chúng ta thấy được rằng đoạn thẳng dài nhất là đoạn thẳng AC, cho nên chúng ta sẽ điền số 11 vào ô trống này. Với bạn đoạn AB và đoạn BC thì AB dài hơn BC một chút, cho nên AB sẽ là 6 cm, còn BC là 5 cm. Làm bài xong, các bạn nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm lại như vậy đã đúng chưa. Nếu chưa đúng, có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Rồi tiếp tục làm bài 4. 4. Số. Để làm bài, hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Quan sát 16 cộng 5. Thực hiện tính, chúng ta tìm ra được kết quả bằng 21. Tính tương tự như vậy, các bạn sẽ tìm ra được kết quả các số còn lại để viết vào được những vị trí ở đây. Làm bài xong, hãy kiểm tra xem thử mình đã thực hiện tốt bài tập này chưa.